Ok, hôm lên em. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục vào một con game cũ, thể loại mà phân tích giải đố tìm đồ. Đây. Hay dành thao thăm thu. Biết thích thành magic. Game này có đồ họa rất là đẹp nha, rất là ngộ nghĩnh luôn. Anh em nhìn nó phối màu sắc mà bối cảnh đồ xây dựng thế giới rồi rất là trau chuốt kỹ lưỡng nè. Đây, chúng ta có người cá đứng trên cạn uống với mà nhân sư gì nè. Cái này là Lavia phải không ta? Cái tộc mà nửa người nửa rắn á. Thậm chí có gã hồn ma người chết ở đây nữa. Đây là con quạ luôn. Thì đợt này là chuyển qua cái màn hình 4K này. Chơi tập trung tìm đồ cho nó dễ. Này là tiên phải không? Tộc tiên. Này ông già. Ủa cái ông mà gái mà có râu vậy? Cô gái có râu à? Game này hôm nào tôi sẽ có thời gian sẽ giúp và quay con game này luôn cho anh em. Để xem mà họ có tài trợ không đó. Giveaway mà trên YouTube thì chắc anh em thấy lạ đó. Hôm nào thì chắc tôi để cái form Google Form luôn. Chắc sẽ để phần mô tả đó. Thì nhắc anh em ở cái comment. Anh em là khách tham gia cứ tham gia chơi cho vui. Chủ yếu là giveaway thì mấy con game cỏ cỏ nhỏ nhỏ thôi. Tầm mười mấy người chơi nên tỷ lệ trúng giải cao. Thực tế là những con game đó là một là tôi mua gói binder, còn hai là nhà phát hành họ tài trợ nhưng mà ít lắm. Kênh tôi thì có chút xíu à nên cũng ít người mà vô. Nên là giveaway cũng giveaway vui vui là chính. Thậm chí sau này mà anh em vô chơi nhiều á, chơi nhiều thì có thể là cái nâng cái phần quà lên. Chứ hiện tại thì mấy con game indie nhỏ nhỏ thôi. Thực tế cái kênh này từ lúc lập ra tới giờ chủ yếu là lưu lại những cái khoảnh khắc chơi game là chính. Một số người nhà phát hành nhỏ nhỏ đó, phát hành game rất là khó nha. Làm game thì dễ đó, nhưng mà phát hành game thì khó lắm. Nên họ rất cần những cái người làm cái content trong game họ, dù nhỏ đến đâu thì đó cũng là ít nhiều ủng hộ rồi. Đây là những cái map của cộng đồng. Này là tác giả không? Thử mà chơi một cái map đi ha. Map là nhỏ nhỏ thôi, đây. Văn phòng của mà game dev năm thập niên 80. Không biết là tải cái này về xong rồi chúng ta sẽ chơi làm sao. Ủa, nhanh vậy, bấm vô nó lay luôn. Chúng ta chỉ có thời điểm 3 ngày thôi thì chắc là vô phòng rồi. Đây đơn giản như đó hả? Thôi rất là đơn giản không, cửa này không tương tác được nè nha. Làm hai cái vật thể động hai bên, còn cái vật thể tĩnh hay gì đó. Trong cái xe chúng ta có cái anten lên nữa nè. Ủa sao không tương tác được? À, hitbox nó hơi nhỏ anh tí. Bây giờ vô trong nhà. Cái này là giống cái không có giống văn phòng dev đâu nha. Bàn phím đâu. Nhưng mà cái máy tính thì giống á, anh em biết hồi xưa cái máy tính nó to khủng khiếp cái này luôn nè. Thậm chí như thế này là nhỏ đó, những năm thập niên 80 mà. Mà làm gì hồi đó là làm gì có cái game băng nhỏ vừa gọn như thế này đâu. Thiết kế lúc đó còn vuông lắm như thế này đúng rồi. Bây giờ chúng ta ở cái game băng này nè. Đây là cái ý tưởng không hoạt động với DCI mèo. Thấm thảm thức ăn cho mèo. Cái này là bản nháp design thì chắc đặt đâu đó ở bàn làm việc này thôi. Thùng rác, thấy không? Cái bản phác thảo này của mà designer thì không được. Nói chung là không được chấp nhận cho lắm. Chúng ta còn một tờ giấy dán hình trái tim đây. Rồi rất là đơn giản, một cái map của cộng đồng. Đây là cái map mà anh em khi chơi con game này anh em có thể tự tạo rồi đưa cho người khác chơi nha. Tác dụng của game này là gì? Đây này nó online map nè. Đó tôi vừa thử qua cái map xếp hạng thứ ba nè, coi như là đã hoàn thành rồi. Làm sao mà ủng hộ được thả tim ta. Này nó bấm vô chơi rồi. Vì tôi là tái lại mà. Rồi, bây giờ chúng ta vô thử game thôi. Lần trước thì tôi đã chơi một vài cái map rồi. Cái này 5 trên 8 map rồi nè. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện cái này luôn. Thế giới ngàn đêm một đêm. Tôi thích nhất là hai thế giới nè. Chứ rồng và ma pháp thì xem phim nhiều quá nhiều rồi. Còn cái này thế giới quái vật đồ cái thứ. Bí ẩn kỳ bí đó thì hơi ít. Hai cái này ngược lại một cái quá nhiều một cái quá ít. Còn hai cái này thì nó dạng như văn hóa truyền thống hơn. Đó. Mấy cái phim pháp thuật năm 80 đồ cái này ngàn đêm một đêm.
bây giờ chúng ta trên map này còn 3 map nữa thôi. Not all of Sinbad's voyages are quite so luxurious. This time, it appears he has gotten quite lost indeed, and in the desert no less. Hopefully, he and his companions will find the ruins they were looking for. Bây giờ mới muốn vô đầu game á, tôi tua chậm 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 cho anh em nào muốn chơi á thì pause game lại dòm. Đây, tôi sẽ đi từng góc góc góc. Đó. Cái này ban ngày nè, anh em có thể pause game cái đoạn này rồi tìm. Tôi sẽ dòm vô từng chỗ cho anh em mà có thể pause game lại chơi cùng cho vui. Trong nhà, ngoài nhà. Tiếp tục đến cái đảo này. Rồi đây dạo một vòng cho anh em mà tham khảo chứ, anh em rảnh rảnh mà mở cái clip YouTube lên thì cũng tìm tìm chơi được. Rồi qua đây cái map này thì chủ yếu là ghép nối với những cái vùng mà núi, ghép một cái mảnh núi với một cái vùng mà cái này gọi là cái gì đó bio gì đó, gọi là cái vùng thiên nhiên khác nhau ghép lại tạo thành cái đó thôi. Game này thích nhất là cái SFX của nó sau FF đó, khi nhấn vô cái gì nó cũng kêu cái đó trên. Ôi ơi kim cương nhóm trên à, cho nó kêu mình tìm viên kim cương này phải không. Gắn nhiều quá, gắn luôn rồi, có người gắn nữa nè. Đây chúng ta zoom vô đây, cái hộp này thì nó là chủ đề của mà cái Alibaba này, ngàn để một đêm Alibaba. Bấm đại cái nó cũng dính món nè. Này có gì không, mở năm quan tài luôn, không có gì hết. Rồi bây giờ bắt đầu hành trình tìm kiếm. Mỗi một cái món đồ trong này nè, nó sẽ có một cái mô tả để mình có thể tìm. Cái ban ngày này là nó sẽ là buổi sáng. Cái khúc xương của con chó thì như thường thấy á, nó sẽ giấu trong mấy cái đụng cát nè. Bây giờ khúc xương này, đừng có bắt nạt con chó nữa, tôi rất cần nó, nên nó có thể là cần con chó nhưng mà ở đâu đó. Mình lướt lướt qua hết dược phẩm luôn đi. Kiếm nào phải không? Không. Cái này cũng là xương nhưng không phải. Kiếm đây. Ủa không phải luôn hả? Cái này nó dạng cái dao hơn là cái kiếm. Chúng ta có ếch nè, có chim nè. Không, cái dao này là buổi tối đâu. Cái khăn, khăn von. Viên ngọc. Khô báo ở sa mạc, nó bị ẩn trong cái khô báo ở sa mạc. Mèo nè, những cái nơi toàn rắn như thế này mà có con mèo nữa. Đây kiếm nè, không phải luôn, khó nghe. Cái đỏ đỏ là gì? À xúc xích. Bộ xương. Chim cá. Quá nhiều thứ để tìm. Nó có cái bình nè, nó ngồi trên ghế luôn à. Hai con này nó cùng game với nhau mà nó chơi với nhau được hả? Kim cương đây, kho báu bị ẩn trong sa mạc, chưa tìm trên cái đường mà của con rắn này là toan luôn á. Bây giờ chúng ta cần cái khăn nè, con ếch nè, ếch này thì mất con ếch rồi, con ếch này của ai mà lại mất ta?
có phạm lỗi à. Con ếch thì nó thường sống ở khu gần nước. Không phải luôn hả? Chó này nó đi quăng quăng ở đâu vậy ta? Xương nè. Có thể là khúc xương nó đang trên đường của chó này đi. Game này nó giấu đồ thường rất án ôn luôn đó nha. Nhiều món nó chỉ lộ ra một cái mảnh nhỏ à. Con bò cạp này bị tăng độc nè. Nó có con dơi ở đây. Con chó này nó chỉ đi cái lộ trình như thế này thôi. Ếch thì chắc nó quanh quẩn ở đây thôi, đây nào phải không? Không. Con này thì nó tăng động quá, con này nó ngồi yên quá. Còn con nào nữa không? Chúng ta không có ếch rồi. Cái đụng cát này cũng không được. Ở đây là nãy mình tìm được viên kim cương rồi nên chắc không còn ở khu vực này nữa đâu. Bây giờ gáo gáo hai con cua. Ủa, con này đâu phải con cua. Bộ cạp với con cua, hai con này cũng tương đối giống nhau, che cái đuôi đi và giống hệt luôn. Đây, ở đây cũng có ếch nữa nè, bán này không? Rồi đúng rồi. Con này đi lạc rồi ông ơi. Ếch con bên kia kìa. Bây giờ chúng ta có con chim. Con chim này ở vị trí rất là đẹp. Đây nè, đây nè. Ủa không phải hả? Này không? Chiu 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 chiu. Đây. Không phải luôn. Không, nó quay mặt từ trái sang phải. Nó quay mặt từ trái sang phải thì vị trí nó cũng rất là đắc địa nữa. Vậy thì nó có thể ở đâu? Chịu. Mấy cục đá này nó cũng chơi mà ghép nói rồi nè. Chim này nó chỉ màu xanh thôi. Đây không? Con này cũng giỡn gì đây? Chú ếch con. Chúng ta còn cái bình này nữa với cái mà cái dạng như cái huy hiệu. Cái khiên hùng thủ đây nè. Cũng không phải con này rồi. Nhìn nó na ná nhau thôi. Game này vừa đau mắt lại vừa đau đầu. Này có cửa ẩn gì không ta? Con gắn cho nó leo lên cây này được ta? Anh em thấy cái clip con gắn leo cây lần nào chưa? Nó quấn cái mình nó lên đây nè, cái nó đưa cái đầu nó lên. Cái tiếp tục nó quấn cái đầu nó vô, cái nó đưa lên khúc nữa. Nhìn rất là ngọt luôn. Anh em nào mà sợ mấy con gắn á, coi cái clip đã xong chắc quản luôn. Xúc xích. Sao cái khu này toàn đồ ăn không vậy ta? Thanh niên này ném đồ ăn xuống dưới ruộng đó hả?
Bây giờ không thấy con chim ở vị trí đó rồi nè mày. Chúng ta hết đồ ban ngày rồi, còn cái ấm trà bình trà gì nè. Cái chữ vàng vàng là cái gì ta? Cô ấy sẽ rất là ngạc nhiên với cái này. Vậy thì có thể là một ai đó đang đem nó đi. Có trong mấy con lạc đà không? Có khi con gắn đực nó nói chuyện gắn cái nữa. À, đây nè, đây nè, đây nè. Quả trứng rồi. Cái táo. Bây giờ ban ngày hết rồi, chúng ta qua ban đêm. Bên em thì tôi tiếp tục dòm chậm chậm cho anh em dòm thôi. Đây ban đêm của chúng ta. Chúng ta cần một cái dao găm nè, một con cú ở ngày lẫn đêm luôn. Cái khăn bon hồi nãy là chưa có để ý tới nữa ta. Nãy sót cái này. Một cái cú bắn may mắn. Một cái hồn ma. Không bao giờ sẽ đi bơi nữa. Hẹo rồi còn bơi nữa. Ma có biết bơi không ta? Đâu có chừng đâu bơi. Thanh niên này hy vọng an toàn ở đây. Bất ngờ gặp tai nạn. Thì chắc đây nè chứ đâu nữa. Thanh niên đi bơi nè. Chim này nó lại màu xanh lá cây thôi. Chim này ngày đêm gì mình cũng có thể gặp nó được hết. Có khi nó ở cái góc nào ở trên bản đồ không? Đẹp chắc không mới chơi ác gì đâu ha. Này, dòm chậm chậm cho anh em có gì tìm kiếm chung. Đợi tôi, nó lại gào gú gì cơ? Chắc nó thấy cái video mà Long Wee Bu gì đó. Ồ, một bầy rắn luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đi cái dao, cái dao. Đây, cái dao đây. Để ra rủ nó chơi gấp nghe nè. Đây, rất là nhiều hồn ma luôn nha. Một phát bắn may mắn, một con chim và một cái người đang trốn khỏi cái gì đó. Đây 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 đây. Một phát bắn may mắn mà nó dính con cá thì nhắc gần cái khu nước nào thôi. Ê, đây nè, đây nè, đây nè. Chỗ ngoài chim. Chỉ có hai chỗ này là có nước à. Là còn cái này thôi. Cái này thì chắc không có trong lều rồi. Mèo nó vẫn ở đây từ sáng đến tối. Đây 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 đây. Chỗ này có nước nè, có con cá nè, nên nó là nằm ở đây. Bây giờ quay lại ban ngày, chúng ta còn hai món. Thank you.
Khoan để tôi, nó đang chơi ARK, nó gào rú dữ rồi. 200 con Vega mà không có con nào ngon chứ thôi. Gáp vàng nó mới đi. Rồi một tí nữa chơi game này nữa. Hết giờ xong cái vụ này đã vô ARK. Chúng ta cần một cái khăn von nè. Khăn von. Nên nó có thể nằm ở đâu đó. Khu này hồi nãy là có rồi. Hay là trên con lạc đà đó. Với một cái khúc xương được giấu để mà giấu đi để chọc ghẹo con chó nè. Có thể là ở đây. Cái phi thanh niên này đi lấy khúc xương cho con chó không? Ồ, tiếng gắn kiều với mà cái animation nó làm đã thật. Cái ghế gỗ, cây cột này giống cái ống cống hơn. Ủa, con trai hả? Mình nghiệm chó đi vòng vòng mà không thấy khúc xương nào hết. Cái gì đây? Thật là thoải mái thì nó phải vòng vòng cái khu nước này thôi chứ. Thôi, chịu rồi, bó tay rồi. Chúng ta sang bàn kế thôi. After all of their escapades, Sinbad and his crew have finally made their way home to the city of Sau cuộc đào tẩu của anh ấy thì Sinbad và phi hành đoàn của mình đã tìm được đến một cái thành phố là Bangar. Con tàu của anh ấy đã được lấp đầy bởi cái mà châu báu và những tài nguyên quý giá vậy đó. Mình trở nên rất là giàu có ở cái thành phố sầm uất như thế này. Trời ơi, cái thành phố này tìm cho chết tôi luôn, trời ơi. Khiếp. Khủng khiếp. Bây giờ chúng ta có ngày nắng và ngày đêm, ngày mưa chứ. Chủ yếu ngày mưa rất là nhiều luôn, nắng thì cũng chỉ có một số thôi. Giấc mơ của cô ấy là được ghé thăm cái chợ này một lần nữa. Cô ấy muốn đi là cái chợ gì có thể là ở chỗ vào hoặc là chỗ ra, hoặc là trên tàu. Đây cái hộp đây được cái hành tụ gì kìa, 40 Alibaba và 40 tên cướp. Mặc cái váy màu xanh. Muốn đến thành phố này một lần nữa. Muốn đến cái khu chợ này một lần nữa nên chắc là sắp đi. Sắp rời khỏi đây nên ở đâu đó ở ngoài này thôi. Quá về nhiều nhà nhiều đồ nữa, công nhận đẹp thì đẹp thiệt đó. Đây 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 đây, bây giờ đến được thanh niên này, một người là cán bộ công nhân viên, một cái nhà cái gì làm gì có văn phòng ta, nhân viên văn phòng. Thanh niên này sợ chính những cái người đồng nghiệp của mình luôn. Đây phải không? Không. Giống mà cướp biển quá vậy ta. Giống giống thanh niên rồi nè.
đây 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 bây giờ chúng ta tiếp theo là con sò. Những thực phẩm này nó bị gớt trên cái đường đi đến Banlat, là có khi nó nằm trên đường, nó nằm trên cái đường đi đến đây, trục đường chính. Nó là cái vỏ sò màu hồng, có thể nhìn thấy cả ngày lẫn đêm. Đúng là mò kim đáy bể luôn á, anh em đi vào một cái thành phố như thế này mà tìm một cái vỏ sò. Tạm thời bỏ qua, chưa chi thuận được. Trái chuối hả? Cái quả này rất là khác biệt với những cái cây trồng ở đây, chỉ nó nằm ở gần cái khu nhiều cây hả? Em này xung quanh cầm cặp vậy. Cũng chưa chắc là nó nằm ở gần nhiều cây nữa. Con chuột á hay là con mèo? Vậy hoặc là nó có thể nằm trong chợ. Chợ nào rao bán trái cây không nên mới có cái một cái loại trái kỳ lạ như thế này đây không? Bán chuối không chị ơi? Bán vũ khí, bán đồ hút cần, hất khùng. Cái này phòng nấu ăn. Cái này dạng phòng thường dân nho nhỏ thôi. Quá trời nhiều phòng vậy ta. Mẹ không có trái chuối. À, bán đồ kho báu. Một cái vỏ sò, một trái chuối, một con cá. Có một cách để giữ con cá này khỏi nó bị bắt hả? Để giữ con mèo tránh xa khỏi con cá này. Vậy chúng ta tìm con mèo là thấy nó. Tiếp theo là một cái chai rượu. Cái này có tác dụng rất là quan trọng khi mà làm khô con cá, giống muối cái gì hay là bia. Mèo nằm ở đâu? Là có mấy con chó này nằm ở đây thôi, chó này à, chó ở đây nữa này à. Có khi nó nằm trong phòng nấu ăn. Cái chai này khi đi câu hả? Đi câu thì chắc ở đâu cái dân biển này thôi. Ngoài ra thì có cái dĩa cá nằm trên cây. Từ xưa có câu là chó treo mèo đẩy.
nên mèo này chó treo mèo đẩy để cái chỗ cho nè. Đó, chó treo mèo đẩy nè, anh em thấy cái câu cổ xưa của dân gian chúng ta chưa? Còn trái chuối. Trái chuối nó là một cái loại cây rất là khác biệt với những cái cây khác ở đây. Một thể loại rất là độc lạ so với những cái cây khác xung quanh nó. Cái liều này chống quang vậy ta. À, còn một cây muỗng với con gấu bông. Nội của tôi thì luôn mang cái đồ chơi này cho những cái đứa trẻ. Luôn mang cái đồ chơi này cho những cái đứa trẻ. Căn phòng nào là căn phòng của một người già. Mèo nào một cây muỗng nó rất là ngon miệng nhưng không dành cho việc để bán, không bán thì chắc nó nằm ở gần cái khu chợ. Phòng gì mà tiền không. Bây giờ một cái miếng đồng xu vàng như thế này là anh em có mấy chục củ luôn đó. Có một cái phòng nấu ăn. Cái này là phải bóc thôi. Mấy bạn cuối bày bây giờ nó phai thiệt nha. Không có cây muỗng nào cả. Cái phòng nấu ăn ở đây. Đây cũng là một cái phòng liên quan đến việc ăn uống. Mà sao toàn dao không vậy? Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Cây muỗng này có khi nằm đây không? Trời, đúng với tượng gỗ đẹp lắm ha. Game khó quá. Chịu bỏ tay cái phòng này rồi chúng ta sang buổi đêm thôi, còn thiếu một cái chai rượu nữa nè. Ban đêm thì chúng ta có cái lọ
lụa mực đó. Nó liên quan đến việc học tập thì học thì chắc cái phòng mà chứa sách, cái phòng mà chứa rất là nhiều sách hồi nãy đây, có trên kệ rồi, không có trên kệ, cũng không có lộ mật nào luôn. Này là cái gì? Cái này giống cây lược quá mà, cái gì? Cái lược, một trong những thủy thủ của Sinbad thì đã để quên nó. Để quên nó. Biết để đâu trời. Con rắn. Nó đang trú ẩn trong một cái cây này cho đến khi mưa ngừng rơi. Vậy là tìm cái cây. Cây cây đây. Cây đây. Những cái cây đây. Trời ơi, một bầy cua luôn. Ủa, một bầy bồ cạp luôn. Con rắn trú mưa dưới cái gốc cây. Chúng ta đi hết mấy cái cây rồi có thấy rắn nào đâu. Thanh niên này không sợ mưa hay gì mà nằm tỉnh queo vậy. Chúng ta tiếp tục con ếch rồi. Giống như một khu rừng bên trong cái thành phố. Kho báu này tìm thấy ở xa đất liền. À, cái này là trong cabin này. Tức là trong cái này có con cua. Thả nó này á. À, con quỷ cua này nó gọi mấy con bọ cạp là họ hàng của nó. Anh chị em họ của nó. Quỷ thiệt. Hàng gì từ đầu nhìn thấy nó giống giống. Ý, ở đây còn mấy cái cây nữa. Có khi là con rắn nó trốn ở đâu đây á. Hết rồi. Con khỉ. Đổ nghèo khỉ. Cái này phải cái lược không? Không. Thở gàng. Cái này thì mình có thể biết là nó dễ nhìn thấy nhưng mà không biết chính xác là vị trí chỗ nào. Trời, con mèo này làm chùm á. Nè, lộ mực nè. Lộ mực thì nó gần mấy cái khu quyển sách, trên bàn cũng có lộ mực nữa nè. Gấu bông. Con rắn đèn chú mưa với cái cây. Miếng thịt đùi. Rất là có giá tại cái chợ. Nhưng mà nó vậy tức là nó không nằm ở chợ. Miếng thịt đùi này
Có cây nè, có gắn nè. Còn game này ông nào mà có trí nhớ hình ảnh á, xem qua một lần rồi nhắm mắt rồi đi ngủ, trong lúc ngủ thì người có thể chơi game này thoải mái luôn. Đây 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 rồi, cái này mà kêu mà cái cây. Bây giờ miếng thịt. Ô đi xích, coi hương cụ nhảy rồi. Miếng thịt ở ngoài chợ, một gấu bông của ông nội đem đi tặng cho mấy đứa trẻ. Miếng thịt thì ở đây không? Không, không có miếng thịt, ở đây cũng không có thịt luôn. Đây không? Đây không? Không. Game khó quá. Bà mẹ dạy con. Dracula 4.5 là cái gì? Thôi, chúng ta qua màn chơi kế tiếp. Bó tay rồi. Màn này hơi biết đồ nha. Gần như là màn cuối rồi nè. Thôi, kho báo rồi kìa. Tiền. Sau khi đọc cái mà câu thần chú Alibaba vừa mới mở ra thì anh ấy đã biết là mở được cánh cổng ma thuật của 40 tên cướp. Anh ấy gọi những người bạn là Sinbad đến để giúp đỡ. Chắc chắn là không có gì sai ở đây. Ồ, cái này là chỉ có 5 cái thôi nha. Trong đó cái trái này trước đi. Lưu trữ kho báu cho cái bữa ăn trưa. Không hề có dấu hiệu đồ ăn ở đâu nha. Map này nó chỉ có nhiêu đây thôi. Ngoài ra thì chúng ta có con dơi nè. Chào hàng xóm là buổi tối nó sẽ gặp một con dơi nào nữa. Miếng phô mai. Miếng phô mai này thì chắc là cho con chuột. Cảm giác xấu hổ khi tôi nằm trong bóng tối rồi. Tức là nó nằm trong cái hộp nào đúng không? Một cái viên ngọc màu xanh lá, ngọc lục bảo. Cái này không mở được. Đây nè, đơn giản. Chúng ta có con chuột ở đây thì có thể miếng phô mai nó nằm ở đâu đó. Nhưng mà buổi tối rồi. Ban ngày chúng ta cần tìm trái bột giấy bí gì đã. Cái đèn thần đây. Không phải à? Đây phải không? Trời, nó giấu kìa, nó giấu cái nửa cái đèn thần à. Chung cái màu nền đó chứ. Miếng phô mai nè. Còn lại thì chúng ta có miếng bơ, trái bơ. Thì chắc nằm trên cái bàn đồ ăn nào đó trong đây thôi. Cái trái này nó màu vàng đó nha. Nên tôi nghi là mấy ông dev này ổng chơi ác, ổng giấu lên cái nền màu vàng luôn. Huh?
gà gà kỹ kỹ ơi, nguyên cái khu này thì không có nè, nguyên cái khu này thì dắt cũng không có đâu. Không có luôn. Ở bên ngoài thì cũng không có nốt. Chị thì chỉ có thể giấu cái trái này ở đâu trong đây thôi. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Ngồi qua đêm thử nha. Bên đêm là nó tối màu liền luôn. Con dơi sẽ chào hàng xóm của nó. Làm tiếng dơi cũng chuẩn chỉ quá ha. Thanh niên này manh động quá vậy. Đây con này về đã ban ngày. Tôi sẽ giữ cái kho báu này cho cái buổi tối của mình, tức là một cái người nào đó hoặc là một cái con vật nào đó. Chim chó, bọ ngựa, chuột, người, dê, trên bàn thì chỉ có ba cái bàn thôi. Không lẽ chịu thua anh gì? Chế bí. Ôi, bó tay rồi. Không thấy trái vàng vàng nãy đâu cả. Cất nó cho cái buổi tối của mình. Cãi nha. Nhìn vàng ló con mắt luôn. Vàng đến là vàng thôi. Còn kho báu đâu? Cũng không có cất trên người, không có giấu dưới gối, không có giấu trong cây, không có giấu trong đá, không có giấu dưới bàn. Tất nhiên là không phải bỏ một hộp rồi. Chịu thua.
Đồng ý, tôi đã chịu thua. Này hồi nãy là mình đi gần hết rồi nè, đi gần hết rồi, còn một vài màn mình thiếu vài món thôi. Bây giờ đi thử cái mà này á, thập niên 80, màn này đi, buổi tối trông có vẻ vui vẻ nè. Finally, prom night is here. Cuối cùng thì cái lễ hội đêm đã diễn ra ở đây and rồi. Ready to enjoy the night with all of her friends. Những cái phù thủy nhỏ bé sẵn sàng tận hưởng cái đêm tối này với bạn bè của mình. Rồi, chúng ta thì đang đêm với ngày thôi. Chúng ta có chú ít đồng. Tôi thì không nên đến đây. Tức là đi đâu làm bậy mới bị đóng băng nè. Con tròn này lại dính lao vào cái thùng rác một lần nữa. Và người đeo cái này á thì tốt hơn là không muốn nghe giọng của mấy đứa nhỏ ồn ào, nên có thể là lân gần cái khu này. Tiếp theo chúng ta đến con chuột. Someone góp cái gì đó ở đây, tức là đi ăn dụng cái gì đó. Con cá lợn. Chứ cái đường hải quân. Siêu ship ngồi phía trước cái vạch gì đó. Cái này là quên trang điểm. Cái cây xương rồng á. Xúc xích. Có ai đó đã chọn cái xúc xích này đi rồi. Con ma này đừng có nhìn trộm, tức là đang ở trong phòng rồi đó. Con chim, tiếng ồn quá nhiều, tôi sẽ tránh xa nó nhất có thể. Tức là cái chú chim này đã bay đi góc nào đó. Cứu. Không hiệu trưởng à. Niên này quẩy giữa đường luôn. Thì gọng gì tìm kiểu gì được trời. Này đừng có nhìn trộm nè. Đó. Đây con này đã chui vô hùng rác. Thanh niên ngồi để cái chổi danh đó vậy, ngồi sân lấy. Con này con chim gỗ kiến. Con chim này thì nó đã sủi đi mất. Bây giờ thì tìm cái tai nghe. Cái tai nghe này chính xa cái tiếng ồn của bọn trẻ. Dân ở đây nó quẩy tung té dân. Ủa? À xúc xích. Con mèo này nó yên chậm xúc xích người ta. Bốn trái bóng. Mấy con xà lam kìa. Có cái túi màu tím. Đây. Ủa? Ủa không phải luôn hả? Chú mệt mà, nè, nó nè. Này cũng không phải nữa.
Ủa, à con hải cẩu, trời ơi, con hổ cải đây. Đây chú ếch đây. Nam ếch đi phiêu lưu ký hả? Thì có à. Ừ. Gúp lên đó. Đa chất độc quá nhanh ha. Cái này nó giống nhất cái nào, cái này cũng giống giống nè. Đây 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 đây. Cái bộ trang điểm, bộ trang điểm thì có thể cất ở đâu đó ở nhà hay là trên xe. Bảy gái thì mới được sang level kế tiếp được. Cái nhà vệ sinh này dành cho hồng ma thôi, người sống không được vào. Đây 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 đây, nó chỉ nằm trong mấy cái phòng này thôi. Cái này con chim thì chắc nó trốn đâu rồi, còn cái túi rác thì tôi bó tay. Con chim này nó sợ tiếng ồn nên nó sủi đi đâu rồi. Nó để đi xa nhất có thể, tức là từ cái chỗ khu này nó ra đi sủi sủi ở đâu đây. Không có con chim màu trắng nào cả, chim trắng mồ côi. Game này nó vừa cuốn cuốn mà lại vừa đau đầu chóng mặt. Này cũng gỗ kiếm. Xa nhất chỗ có thể là vòng vòng ở khu này thôi. Đây 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 đây. Rồi ok. Bây giờ ban đêm còn một con chuột. À đây, ai đó đánh rơi cái gì đó ở đây, là trong cái khu ăn nhậu này thôi. Còn một cái túi rác thì chưa biết, nên chúng ta qua ban ngày đi. Ban ngày nó cũng có cái túi rác rồi luôn. Nào phải không? Ăn chơi rồi sáng tha hồ mà dọn ra mấy cưng. Rơi cái đồng xu, con ốc sên này nãy tôi thấy nó nằm ở đâu đây nè. Tức là nó nằm ở đây, nó tập chạy bộ đi đâu đó. Có thể là tới cái đích này thôi. Nó chạy đi đâu được ta? Dân ở đây nó ăn chơi dữ thiệt, xả gác đầy ở trên đó nè, lấy được cái chổi rồi, nhưng mà con này nó bị kẹt ở trên này.
tiếp theo món trứng đi. Đây là cái mà tôi gọi là bạo lực ha. Chúng ta có chìa khóa này, ốc sên này, trứng này, cái túi giáp này. Sang nằm về phía bên trái là sao ta? Không biết luôn. Cùng băng cassette thì chắc là gần cái sàn nhạc này. Đây 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 đây. Chắc hình như là cái châm cài tóc hay là cái gì đó. Cái sàn nhạc này thì không có băng cassette. Chính đang tìm cái canh xăng hả ta? Cái vải bia. Chủ đầu xe mà. Chủ đầu xe với người mà phép thuật. Có khi trên đây. Thanh niên này nhìn nản luôn, hết muốn dọn luôn. Còn không cãi nè. Đây cũng băng cassette đây này à. Nó nằm ở gần cái máy cassette luôn. Option đây đang tập luyện cho cuộc đua đây. Chúng ta còn một cái túi giác, một cái miếng trứng. Trứng vỡ thì nó không nằm ở đâu đây hết, nó sẽ nằm gần cái gốc cây nào chăng. Bây giờ đấy tôi gọi là một cái cú đấm chớp nhoáng. Cái sân chơi kiểu 2-1 này mà đang chạy bộ nó đá banh một cái là chuyển sinh luôn á. Có thấy trên nóc nhà không? Có. Rồi cái canh xăng nè. Bó tay rồi. Goblin mà có goblin cái nữa hả? Đó giờ mới thấy luôn á. Goblin trong cái chuyện hai tem làm gì có con nào con gái đâu. Thôi bó tay rồi. Ok, hôm nay chơi đến đây thôi. Game này thì anh em nhớ hôm nào tôi ghép và quay cho anh em game này luôn. Anh em có thể tạo map rồi đó, rủ người khác chơi cùng đồ cũng được. Cái này thì để là vài tuần ở đây. Coi có ai tài trợ thêm á thì tôi tặng luôn. Rồi, ok bye bye anh em. Hiện tại là bó tay rồi. Hôm nào có thời gian thì chơi tiếp.